đồ này cũng trẻ nhỉ. Mình tưởng đồ này trẻ mà từ hôm sang gặp là lúc đầu. Lúc đầu em tưởng hai ông Viên với Phan là cũng nhiều tuổi rồi cơ. ông Phan thì trẻ, còn chị tưởng ông Viên nhìn mặt nó già đấy. Lúc mà bị Phan gọi điện em xong rồi có hỏi em là thế sinh năm bao nhiêu để điện xưng hô ấy, thế bảo 96, em bảo thế thì bằng tuổi. Thế xong hôm sau sang giới thiệu Viên sang gặp để nói chuyện với nhà, giới thiệu lại bảo 94, bảo ơ thế đời này còn trẻ mà. Nhìn mặt Biên già nhỉ, là trước tuổi. Kiểu kiểu bọn này fan nó cũng kiểu cứng cáp mà, kiểu chuyên đi quay, bọn chuyên đi quay đi dựng này nó hay kiểu kiểu thế. Đầu tư máy lắm tiền nhỉ. Một cái ống trắng kia mà mấy chục triệu. Cái len Con đấy máy tầm khoảng 30 triệu, 20 triệu. Con Sony Alpha 7. Con đấy hai mấy triệu, 25 triệu. Gần 60 triệu. Xong rồi phần linh con cam nữa. Alpha mà. Vâng. Gần hai con máy. Một con phần ly. Con đấy cam 30 triệu. Đây cam 3 triệu. Nó đầu tư nhiều. Chưa con kể cái A7. chân, còn chưa kể chân máy rồi phụ kiện các thứ nữa. Chân máy xịn này. Tổng nó hơn 100 để cho studio cái phòng chụp của nó nữa. 100 bộ. Không, con kia nó con kia của mấy chục. Còn phần mềm dựng phim nữa. Đấy con đấy